tại sao trong quá tải thất thì người ta thử BNB mà không thử ANB hay là CNB? Thì ngày nay cái việc thử peptide nano tia lợi niệu là một cái phần quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị quá tải thất, đặc biệt là trong suy tim. Các cái peptide nano tia lợi niệu thì nó có 3 loại là ANB, BNB và CNB. Đầu tiên là ANB. Thì ANB được tiết chủ yếu ở tâm nhĩ. Thì nó là một cái hormone có 28 axit amin và trong cái cấu trúc của nó có một cái vòng 17 axit amin. Có nhiều yếu tố tiết kích thích tiết ANB có thể là những cái chất nội tiết như là endothelin, vasopressin, catecholamin. Cũng có thể là cái tác động từ tim như là tăng áp suất của tâm nhĩ hoặc là tăng thể tích mạch máu. Thì người ta thấy rằng ở những bệnh nhân suy tim xương huyết và tăng thể tích lòng mạch thì cái hàm lượng ANB tăng lên rất là cao. Kế tiếp là về BNB. Thì BNB được phân lập lần đầu tiên ở não heo. Sau này các nhà khoa học đã chứng minh rằng cái nơi sản xuất BNB chủ yếu là ở tâm thất chứ không phải là từ não. Nó được tạo ra từ một cái tiền chất có 108 axit amin. Sau đó bào huyết tương thì trở thành dạng trưởng thành và cũng có cái cấu trúc 17 cái vòng 17 axit amin tương tự như ANB. Thì BNB tăng rất cao ở những bệnh nhân suy tim xung huyết và bị đại thất. Cuối cùng là CNB. Thì CNB hiện diện trong nhiều trong tế bào thần kinh, tiền yên và thận, nhiều nhất là ở tế bào nội mô mạch máu, huyết tương. Nó gồm có hai phân tử, một phân tử 22 và một phân tử 53 axit amin. Thì trong cái chuỗi 22 axit amin thì nó cũng có một cái vòng 17 axit amin tương tự như ở ANB và BNB. Thì phạm vi tác động của CNB ở hệ thần kinh trung ương và mạch máu rộng hơn so với ở tim. Ngoài ra nó còn có tác dụng gây giãn mạch, ức chế tăng sinh lớp cơ trơ mạch máu và sự di chuyển của các tế bào nội mô. Thì tóm lại thì ANB thì do chủ yếu là do tâm nhĩ bài tiết, BNB là chủ yếu là do tâm thất, còn CNB là chủ yếu do tế bào nội mô mạch máu bài tiết. Thì từ cái hình này các bạn có thể thấy là cái cấu trúc giống nhau giữa ba cái hormone là cái vòng 17 axit amin. Thì cũng có thể vì cái cấu trúc giống nhau này mà nó có chức năng tương tự nhau là giãn mạch và lợi tiểu. Đây là bảng phân biệt ba loại NB về cái hình thành và tác dụng của nó. Thì từ cái bảng này mình có thể thấy là CNB là hormone duy nhất không được tổng hợp trực tiếp từ tim, nên trong thử quá tải thất người ta không thử CNB. Thì ở đây thì một câu hỏi đặt ra là tại sao mà mình không thử ANB mà lại thử BNB? Thì giữa ANB và BNB thì nó có rất là nhiều điểm chung. Điểm chung thứ nhất là cái cấu trúc 17 axit amin. Điểm chung về chức năng là nó đều giãn mạch và lợi tiểu. Điểm chung về quá trình hình thành thì nó đều được tạo thành từ những cái rổ hormone và phân cắt ra thành hai phần trong huyết tương. Khi mà có quá tải thất thì nó đều quá tải thất thì cả tâm nhĩ và tâm thất đều tiết ra ANB và BNB. Tuy nhiên thì BNB nó gắn liền với lại tâm thất, trong khi ANB nó gắn liền với tâm nhĩ, cho nên người ta ưu tiên xét nghiệm BNB hơn. Một cái lý do khác là ANB nó được tổng hợp chủ yếu từ nó được tải ra từ những cái túi bạc dự trữ, trong khi BNB hiện được bài tiết chủ yếu ở cái mức gen, nên nó tăng rất nhanh khi có những cái chất thích hợp. Độ nhảy của nó cao, cho nên là khi mà mình nên người ta ưu tiên xét nghiệm BNB trong cái quá tải thất. Thì đây các bạn có thể thấy là bình thường thì cái lượng BNB trong máu cũng có mà rất thấp. Khi có suy tim hoặc là tình trạng thì nó tăng lên rất là cao, và độ nhảy, vì vậy cái độ nhảy lâm sàng của nó rất là cao, nên người ta ưu tiên xét nghiệm BNB. Kế tiếp thì mình sẽ nói về cái sơ đồ hình thành của BNB. Thì BNB đầu tiên được hình thành từ những cái
trì và hormone có 136 axit amin. Sau khi cắt cái chuỗi axit amin, 26 axit amin thì nó tạo thành cái rổ hormone của rổ BNB có 108 axit amin. Sau khi bạn hít tương thì nó sẽ cắt thành hai chuỗi, một chuỗi là NB, rổ BNB có 76 axit amin mang cái đầu amin, một cái chuỗi còn lại là BNB chứa 32 axit amin và mang cái gốc COH. Thì cái BNB này thì nó sẽ thể hiện cái hoạt chất sinh học do nó có cái đầu COH này rất là dễ dàng tham gia các phản ứng. Còn NT, rồi BNB này thì nó mang cái đầu amin nên nó khá là bền đối với môi trường. Thì sau đây là cái tác dụng và cái sự thanh thải của BNB. Thì BNB khi gắn vào các cụ thể của nó sẽ tác dụng, sẽ gây ra những cái hiệu quả sinh lý. Thì cái cụ thể của nó có 3 loại là NBRA, NBRB và NBRC. Khi mà gắn lên cụ thể thì nó sẽ phát huy tác dụng của mình. Trên tim thì nó sẽ làm giảm sơ hóa, giảm thị đại. Trên mạch máu thì nó sẽ làm giãn mạch, tăng tính thấm và tăng hematuric. Trên thận và thượng thận thì nó sẽ giảm testosterone, giảm renin, tăng độ lọc, tăng thải và tăng lượng tiểu. Đối với hệ giao cảm thì ức chế giao cảm. Ngoài ra nó còn giảm vasopressin, giảm corticotropin, giảm cảm giác thèm muối và khát. Nó còn giảm huyết áp, giảm thể tích máu và tăng lượng máu trở về tĩnh mạch. Thì sau khi mà thực hiện cái chức năng sinh lý của mình thì nó sẽ được phân hủy bởi một cái enzyme hoặc giáng hóa là cái enzyme neutroendopeptidase. Đây có ở tế bào nội mô và ống lượng gần, hoặc là được thanh thải bởi cái cụ thể NBRC có ở tế bào nội mô mạch máu cơ trơn, tế bào nội mô mạch máu cơ trơn là tuyến thượng thận. Tiếp theo là cơ chế phóng thích BNB và NT rồi BNB. Thì người ta thấy rằng sau thiếu máu cơ tim cấp thì cái hàm lượng BNB và NT rồi BNB tăng lên rất cao. Điều này được lý giải là khi mà có thiếu máu cơ tim cấp thì có cái sự căng giãn tế bào cơ tim làm rối loạn chức năng tâm thu và tâm trương. Đây là những yếu tố quan trọng để bài tiết BNB và NT rồi BNB, và cũng có thể là những cái lý do khác trong suy tim. Thì có thể là tăng nhịp tim, tăng cytokine tiền viêm, hoặc là tăng những cái chất nội tiết như là gây co mạch, gây chống bài niệu. Thì một cái nghiên cứu khác sâu hơn mức độ phân tử thì người ta thấy rằng khi mà có thiếu máu cơ tim cấp thì nó sẽ kích hoạt hoạt hóa lên cái gen BNB, hoạt hóa gen BNB gây phóng thích BNB ồ ạt vào huyết thanh. Sao người ta cũng thấy rằng khi mà giai đoạn đầu của thiếu máu cơ tim cấp thì khi chưa có sự thay đổi trục điện tim và khi chưa có sự thay đổi trục điện tim thì cái BNB và NT rồi BNB vẫn tăng trong máu, và ngay cả sau khi thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim cấp thì hàm lượng BNB vẫn tăng do tình trạng giãn mạch và các quá trình tái đồng bộ thất gây tăng áp lực và tăng thể tích buồng tâm thất. Thì từ những yếu tố này mình có thể thấy là NT rồi BNB nó rất đặc hiệu so với là BNB. Tiếp theo đây là cái bảng mà phân loại giữa cái bảng so sánh giữa NT rồi BNB và BNB. Thì cái bảng này mình có thể thấy cái ưu điểm của NT rồi BNB. Thứ nhất đó là thời gian bán quỷ, thì NT rồi BNB bán quỷ trong khoảng từ 60 đến 120 phút so với 20 phút của BNB, và nó khá là ổn định kiếm trong môi trường hơn khoảng 2 ngày ở nhiệt độ phòng, còn BNB chỉ có 4 giờ và cái hàm lượng của nó cao hơn so với BNB. Một cái điểm đặc biệt nữa mà người ta lựa chọn NT rồi BNB đó là nó không bị ảnh hưởng bởi những cái thuốc điều trị. Thì các nguyên nhân tăng NT rồi BNB thì có thể chia thành hai nhóm, đó là cái nhóm do tim mạch
hoặc là cái nhóm không do tim. Cái nhóm do tim mạch có thể là suy tim, rối loạn chức năng thận trái, thiếu máu cơ tim, bệnh cơ tim, bệnh tâm tim, rối loạn cân nhiệt, bị đại thất. Không phải do tim, có thể là do thiếu máu, do tai biến mạch máu não, bệnh tim phổi, hoặc là những cái bệnh nguy kịch như nhiễm trùng, bỏng, hội chứng nguy ngập hô hấp của người lớn. Đây là những cái giá trị bình thường của BNP và NT độ BNP. Thì BNP giá trị bình thường của nó là trong khoảng từ 0 đến 99 microgram trên mỗi ml, hoặc là từ 0 đến 9 nanogram trên lít. Còn NT độ BNP nó thay đổi theo độ tuổi, dưới 50 tuổi là 50 microgram trên lít, từ 50 đến 75 tuổi là 75 đến 100 microgram trên lít, lớn hơn 70 tuổi là 250 đến 300 microgram trên lít. Và chúng ta có thể thấy rõ là cái sơ đồ cái hàm lượng của BNP khi mà trong các cái giai đoạn của suy tim, cái nồng độ của nó tăng lên rất là nhanh, thì đối với những chất nội tiết thì nó tiết ra rất là ít, nên cái hàm lượng của chất nào thay đổi nhiều thì nó sẽ được ưu tiên hơn. Và cũng bởi vì những cái đặc tính của BNP ưu điểm NT độ BNP nó có những cái điểm ưu điểm hơn là BNP, nên ngày nay trong lâm sàng người ta lựa chọn NT độ BNP hơn là BNP. Đây là các phần kết luận. Thì BNP được có nguồn gốc chủ yếu từ tâm thất và được phóng thích với mức tỷ lệ thuận áp lực trong mùa tâm thất và sức căng hành. Ngày nay thì BNP nó được sử dụng như công cụ chẩn đoán tiên lượng trong quá tải thất trái. Trên lâm sàng thì người ta thường sử dụng BNT độ BNP hơn là BNP vì những cái ưu điểm của nó. Tăng nồng độ NT độ BNP có thể được xác định như một cái chất chỉ điểm gián tiếp khi mà có sự tăng sức căng của thành cơ tim, hoặc là dùng để xác định chẩn đoán suy tim xung huyết. Bên cạnh đó thì khi mà sử dụng các cái xét nghiệm về NT độ BNP trong huyết thanh, chúng ta cũng phải chú ý về độ tuổi, về cái thể trạng của bệnh nhân, có thể có béo phì hay không,